thương con cháu hãy làm ngay điều này. Vì đạo đức ngày nay thật đáng cảnh báo thông qua bốn phương tiện giáo dục. Chư vị có tự hỏi, người trẻ ngày nay nhận được sự giáo dục chân chính, có nhận được sự giáo dục nhân quả hay không? 10, 20 năm nữa, xã hội chúng ta sẽ như thế nào? Hãy thử nhìn lại sự giáo dục của hiện tại. Giáo dục chân chính không chỉ cho con người cơ hội tri thức, tư duy độc lập, nhận thức điều hay và có niềm tin tốt vào cuộc sống. Giáo dục chân chính không chỉ dạy kiến thức, mà dạy tư duy, ví như lập trình viên là người lập trình theo code đã học, kỹ sư lập trình là người tư duy sáng tạo cho một hệ thống. Giáo dục chân chính dù quan trọng, nhưng không thể bỏ qua giáo dục nhân quả. Giáo dục nhân quả là dạy làm người, dạy người đối người tiếp vật, dạy người đối với tự nhiên, dạy người biết kính thiên địa quỷ thần. Ngày nay, ngành nhà giáo, ngành bác sĩ không còn được tôn trọng như xưa. Cái thời mà thôi nôi trẻ nhỏ, trên mâm thôi nôi nào là viết, thước, kéo, những ước mơ trở thành bác sĩ hay thầy giáo. Nếu dành 5 phút để suy nghĩ ra 5 điều tốt đẹp về giáo dục và y tế ngày nay, bạn nghĩ ra điều gì? Nếu chỉ cần dành 1 phút nghĩ ra những vấn đề đang mắc phải về giáo dục và y tế của ngày nay, hẳn có vẻ dễ hơn. Nếu chư vị quan tâm đến thế hệ con cháu, hãy tự thôi thúc để xã hội tương lai được tốt đẹp thông qua giáo dục chân thiện. Giáo dục chân thiện bao gồm giáo dục chân chính và giáo dục nhân quả, không nằm ngoài 4 phạm vi: giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội và tôn giáo. Chư vị có sẵn lòng vì tương lai con cháu? Nếu chư vị thực sự quan tâm đến một tương lai tốt đẹp cho con cháu mai sau, muốn chúng phát triển bản thân, hãy quan tâm đến giáo dục chân thiện từ bây giờ. Nếu nghĩ rằng tôi chỉ muốn tốt cho con tôi thôi, ngoài kia ra sao thì kệ, sau này con cháu lớn lên sẽ nhiễm thói hư tật xấu của rất nhiều người, vì một người tốt là hạt cát trong xã hội rộng lớn. Nền giáo dục chân thiện trong 4 phạm vi: gia đình, nhà trường, xã hội và tôn giáo. Hãy thử hỏi, ngày nay nhà trường dạy gì? Dạy thi đua, cạnh tranh, đấu tranh, dạy đạt điểm cao, để cha mẹ vô cùng vất vả trong mỗi kỳ chuyển cấp. Ngày nay xã hội dạy gì? Thông qua truyền thông, phim ảnh, mạng xã hội. Mạng xã hội dạy thị phi, tranh danh đoạt lợi, phô trương nhiều hơn dạy lời hay lẽ phải. Phim ảnh dạy sắc dục bạo lực, truyền thông báo chí thì luôn có tin trộm cướp tội phạm. Hai phạm vi còn lại là giáo dục tôn giáo và giáo dục gia đình. Nếu một gia đình có tín ngưỡng nhưng không nghiên cứu kinh, xem như chỉ còn duy nhất một phạm vi là giáo dục gia đình. Tuy nhiên cũng khó được trọn vẹn. Khi gia đình làm ăn khấm khá, thời giờ đâu mà lưu tâm đến con cái? Khi gia đình làm ăn thất bát thì không khí gia đình rất nặng nề. Và thử hỏi mỗi gia đình chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho con cái trong việc giáo dục? Rốt cuộc, phạm vi duy nhất là giáo dục gia đình cũng khó trọn vẹn. Thế thì con cháu của chúng ta có tương lai ra sao? Người ta hay phê phán và bảo nhau rằng, giới trẻ đừng thần tượng ngôi sao, đừng thần tượng các bậc chân tu, đừng thần tượng ai hết, hãy thần tượng tôn kính cha mẹ của mình. Các vị cho em hỏi, bao nhiêu gia đình thế hệ trước và thế hệ này dạy con trẻ ngũ thường của nhà Nho, hay dạy giữ ngũ giới của nhà Phật, để con trẻ không thần tượng tôn thờ ai ngoài chính cha mẹ? Và bản thân mỗi cha mẹ có làm gương tốt hay không? Nếu xưa kia có dạy ngũ thường, dạy ngũ giới, thì xã hội ngày nay đã không như thế này, nhân quả không sai lệch.
Vì vậy, đất nước chúng ta cần rất nhiều người tài giỏi để họ phát tâm cho nền giáo dục tốt đẹp hơn. Bắt đầu từ giáo dục gia đình và giáo dục tôn giáo, đó chính là sự giáo dục chân chính. Bác Ngô Mộng Hùng, anh Hoàng Nam Tiến, A Dr. Hao Diên, anh Nguyễn Hữu Trí, anh Thái Vũ, anh Nê Cô. Tất cả điểm chung của họ là gì? Tất thảy những vị này là người thông minh, tài giỏi, thành công trong lĩnh vực của chính họ. Tư duy tích cực là những người em theo dõi và ngưỡng mộ khả năng. Cũng như đất nước chúng ta còn biết bao nhiêu người tài giỏi khác. Tuy nhiên, sẽ thật đáng tiếc nếu những vị ấy không nghiên cứu kinh Phật. Hãy thử hỏi những người bạn cho là rất tài giỏi và thông minh diễn giải như thế nào là làm lành, thế nào là làm ác, diễn giải trong phạm vi tầm 30 chữ một cách trọn vẹn. Đa phần là không được nếu không nghiên cứu kinh. Những vị tài giỏi đất nước chúng ta nếu chịu bỏ ra ít nhất 5 năm nghiên cứu kinh Phật, trí tuệ nhân gấp bội, thành tựu viên mãn. Và quan trọng, truyền lại sự giáo dục chân thiện cho con cháu mai sau, vì sự giáo dục ngày nay rất đáng lo ngại. Thần tượng ca sĩ bị phê phán. Giới trẻ thần tượng ngôi sao bóng đá cũng bị phê phán. Ngưỡng mộ những bậc chân tu cũng bị phê phán luôn. Cái xã hội xuống cấp vì tạo quá nhiều khẩu nghiệp. Giáo dục chân thiện trong 4 phạm vi gia đình, nhà trường, xã hội và tôn giáo như phần trên Khải Toàn chia sẻ. Những người thông minh, tài giỏi ngoài nỗ lực chỉ dùng trí ở đời này, chưa phải tuệ trong tàn thức và có được từ sự tu tập. Giả dụ người mà mệnh không có tài phú, dù tài giỏi cố gắng cũng không có tiền của, trừ khi chính họ khéo ứng dụng pháp tu bố thí trong kinh. Có thật sự nghiên cứu kinh Phật giúp con người khai mở trí huệ? Các vị đừng vội tin, hãy tự kiểm chứng. 1. Tự bản thân của mình nghiên cứu kinh Phật ít nhất trong 5 năm. Hoặc có thể chọn ra một nhóm tầm 10 người ưu tú, một nửa trong số đó học kinh Phật. Sau 10 đến 20 năm sẽ có kết quả. Liệu có bao nhiêu người dám khẳng khái nói, người thời nay trí tuệ hơn người xưa? Vì sao những lời trong kinh lưu truyền mấy ngàn năm vẫn ứng với thời nay? Nhà trường dạy thi đua, mạng xã hội dạy thị phi, phim ảnh dạy sắc dục bạo lực, tin tức thì đầy tội phạm. Chỉ còn sự giáo dục của gia đình và tôn giáo, nhưng mấy ai nghiên cứu giáo lý trong kinh? Khi gia đình dành bao nhiêu thời gian cho con cái? Quả thật rất là đáng tiếc. Chư vị có thành công, có giàu có, nghĩ rằng để lại tài sản cho con cái là tốt nhất. Khải Toàn xin thưa, mệnh của chúng không có tiền, một đồng cũng không thể chạm đến được. Tóm lại, nếu chư vị thật sự quan tâm đến tương lai con cháu, hãy dành thời gian và tìm phương tiện giúp cho nền giáo dục của chúng ta tốt hơn thông qua giáo dục gia đình và tôn giáo. Nghiên cứu kinh Phật là một phương tiện viên mãn. Nhưng đừng mê Phật, hãy ngộ Phật. Người thông minh dừng lại ở trí, chưa chạm đến tuệ. Học thức, nhận thức, kiến thức dùng tốt là trí thức hay tri thức. Trí tuệ vượt khỏi phạm trù của pháp thế gian, thấy vạn vật chân như và có thể chuyển được thức thứ 7 chạm đến thức thứ 8. Thức thứ 8 là tàn thức chúng ta chứa đựng mọi ký ức trong nhiều kiếp sống, cần nhân duyên để kết nối chúng. Giả dụ một đứa trẻ xuất sắc về toán học, trong tàn thức có sẵn những hạt giống ấy, đời này đủ duyên được khơi lại. Chư vị thử tự suy ngẫm, một năm qua học và hành điều gì, thường xuyên giỏi điều ấy. Một đời tích tụ nghiệp gì, đời sau thường làm việc ấy. Tàn thức chúng ta ví như ổ cứng trong máy tính. Máy tính tắt nhưng dữ liệu vẫn còn. Không ai có thể nhớ phần lớn dữ liệu trong đó là gì và ở đâu. Nhờ một nhân duyên có việc liên quan, ta vào đúng thư mục tìm đúng file để mở. Kiến thức ở đời này chỉ là mới học, không thể bằng kiến thức đời trước và bao đời cộng lại.
Vậy làm thế nào để kết nối chúng? Giáo lý trong kinh và hành thiền giúp chúng ta có trí tuệ. Chuyển thức thứ 7 là mạt na thức chuyển thành bình đẳng tánh trí, cũng như tìm lại tự tánh của mình. Hiểu lý trong kinh, khéo dụng và hành thiền giúp chúng ta tìm lại tự tánh, cái tự tánh vốn có trước khi cha mẹ sinh ra. Nhà thiền có câu: thiền để lìa vọng tưởng, lìa chấp tướng, tìm lại chân tâm. Chân tâm, tự tánh, Phật tánh, tánh giác, bản lai diện mục, pháp thân, chân như là những tên gọi của tự tánh mỗi người. Người muốn thay đổi vận mệnh cho mình, cho xóm làng, cho quốc gia, thường khuyên nhau hãy sống lành. Tuy nhiên, thế nào là làm lành, thế nào là làm ác? Thế nào là đức năng thắng số? Hiểu một cách mơ hồ không cụ thể, tất cả chỉ là khẩu hiệu, khác nào ăn bánh vẽ. Xét theo tương lai, tương lai xét theo số đông, xét theo hiện tại, việc nào có lợi ở tương lai hoặc cho nhiều người là lành, dù hiện tại có thiệt thòi. Xét ở hiện tại có lợi càng tốt hơn. Nếu hiện tại mình thiệt thòi mà người có lợi cũng là lành. Hiểu lý trong kinh giảng chặt rõ ràng, ta không đắn đo về việc lành hay dữ. Giả dụ hiện tại có một nhân viên phạm kỷ luật nhiều lần, khó bỏ qua, vì thương tình sếp giữ lại. Thoạt nhìn có vẻ hành động của sếp là lành, nhưng kỳ thực không phải vậy. Người vi phạm nhiều lần quy tắc chung của nhóm, giữ lại trong tương lai có thể dễ tái phạm, gây ảnh hưởng đến cả tập thể. Hành động trên ban đầu là lành nhưng tương lai là dữ vì ảnh hưởng đến nhiều người. Cũng như thế, câu nói đức năng thắng số, người không hiểu lý trong kinh sẽ không thực hành trong đời sống hàng ngày, chỉ là lý thuyết. Ví như người muốn có thân hình khỏe đẹp, mỗi ngày đi ngang phòng gym, ao ước có được body như những người đang hăng say tập luyện. Bản thân anh ta không cố gắng vào phòng để tập. Vì vậy, để thay đổi vận mệnh bản thân, gia đạo, xa hơn nữa là thay đổi cả một vùng, một quốc gia. Nghiên cứu kinh Phật là một phương tiện. Nghiên cứu kinh Phật và khéo ứng dụng, tự mình thanh tú, tự mình làm tấm gương, tự mình tích công bồi đức, sau đó truyền lại cho con cháu để xã hội mai sau được an lạc thái bình. Học Phật là phương tiện thiện xảo cứu kính, khai mở trí huệ, tâm lượng rộng mở, tâm lượng lớn thì phước sẽ lớn. Giúp mình, giúp người là hạnh của tất cả những vị Phật. Không nên mê Phật mà phải ngộ Phật. Đưa Phật vào đời sống thường ngày, cải thiện cuộc sống của bạn mới là chân Phật. Nghĩa của chữ học Phật, chư vị đừng hiểu nhầm. Không phải nghe vài ba câu Phật Pháp, đi chùa vài hôm, ăn chay vài ngày là học Phật. Học Phật là nghiên cứu kinh Phật. Đọc kinh, hiểu lời kinh. Đọc kinh không hiểu lý, không nhiều tác dụng, khác nào một đứa trẻ học thuộc bài hát. Đọc kinh vẫn có công năng nhất định, nhưng nghiên cứu kinh thông qua nghe giảng, thông qua dịch nghĩa trọn vẹn một bộ kinh có công năng kỳ diệu. Vì vậy, không nên mê Phật mà phải ngộ Phật, hiểu lời Phật dạy và khéo tu. Tu là sửa tâm thân, chỉnh sửa ba nghiệp, thân, miệng, ý, thành tựu cho chính mình. Người thông minh tài giỏi có những thành tựu nhất định trong cuộc sống. Nếu khéo dùng Phật Pháp, đó chính là thành tựu viên mãn. Thành tựu về công việc, tài lộc chỉ là tạm thời, không phải cứu kính. Nếu hiểu lý, truyền lại cho con cháu sự giáo dục chân thiện, chính là thành tựu viên mãn. Thành tựu về danh lợi, không khéo sẽ chết trong được, mất, có, không của danh lợi. Chấp vào được, mất, có, không, khi lâm chung quá nhiều tham luyến, quá nhiều chướng ngại. Thần thức không chịu rời đi vì tiếc. Nhà tôi, tài sản tôi, danh lợi con cái của tôi. Tôi hay bản ngã là mạt na thức biến chuyển khi mê. Đến khi giác, ngộ ra không có vật gì tồn tại mãi, không có gì tồn tại độc lập,
vì vạn vật vốn vô thường và vô ngã. Thế nào là ngộ Phật? Chư vị hãy bắt đầu từ hành động tọa thiền. Khải Toàn cảm ơn mọi người đã xem. Chúc chư vị tâm thân an lạc.